là thêm một cái mẫu đầm các chị có thể mặc đi biển được nè, đi tiệc được nè, đi chơi dạo phố cũng rất là xinh xắn luôn. Mẫu em đang mặc trên người là một chiếc đầm màu xanh nhạt nè, kiểu như là đuôi cá nhưng mà đuôi cá nhọn hai bên các chị, là hai bên tài này nó sẽ dài hơn ở phần chính giữa trước và sau, thì khi mình mặc vô cảm giác cái chân của mình nó rất là dài. Và đặc biệt cái kiểu của cái đầm em đang mặc á thì nó là có viền đuôi cá phía dưới cộng với lại phía sau sẽ là đan dây chéo nhìn rất là xinh, phía trên sẽ có bèo như thế này cho các chị nè. Em sẽ quay đằng sau cho các chị coi ha. Và cái phần này em mặc hơi rộng cho nên là các chị nhìn đây, những chị nào mà ví dụ như tròn người hơn em á thì các chị có thể nới rộng cái dây ra ha. Mình mặc rất là dễ thương luôn các chị. Bên em về có hai màu, một là cái màu xanh chấm bi đen em đang mặc, mặc vô nhìn cực kỳ trắng da, và còn một cái màu nữa thì các chị đợi em một chút xíu em sẽ bật mí cho các chị luôn nha. Nhớ là ở lại coi hết clip này nha mọi người. Rồi đợi em chút xíu ha. Và đây các chị, thêm một màu tiếp theo thì bật mí luôn cho các chị. Màu đầu tiên em mặc là màu xanh chấm bi đen, còn màu này là màu trắng chấm bi đen các chị ha. Màu trắng và màu xanh thì hai tông màu đều là màu nhẹ nhàng hết, cho nên những chị nào thích những cái màu trong sáng nhẹ nhàng thì các chị có thể chọn một trong hai màu em đã mặc cho các chị xem ha. Và đầm em đang mặc trên người thì cái form của nó rộng, có hai size cho các chị là M với là L, cho nên các chị nào mà khoảng năm mấy 60 kg mặc cái đầm này vẫn rất là ok ha. Phía sau là nó có dây gà, dây rút cho các chị, cho nên mình mặc vô rất là xinh. Đây các chị nhìn kỹ phía sau giùm em nha. Phía sau á thì nó sẽ có cái dây như thế này nè, các chị mặc vô thì các chị cột chặt cái dây lại, như em thì em có kẹt đằng sau tại vì cái size này lớn quá, nó bị rộng so với em, không có cái size nhỏ, nhưng mà các chị mặc vừa người sẽ rất là xinh. Và đặc biệt là các chị nào mà ví dụ như mình muốn mặc đẹp vai thì mình cũng có thể kéo vai xuống cũng được, tùy ý các chị nha. Ở đây nó sẽ có nút dài cho